Hello, mai tôi sẽ lên cho em một quả siêu phẩm đến từ thương hiệu Connut. Connut PI16. Connut thì là một trong những thương hiệu cực kỳ nổi tiếng của Ý rồi, cho nên tôi sẽ không nói nhiều về chất lượng nữa. Anh em có thể hoàn toàn yên tâm. Nếu mọi người quan tâm đến sản phẩm thì có địa chỉ rồi, địa chỉ Đại Thắng. Mua đi, đừng có lo lắng. Số điện thoại và link sản phẩm sẽ ở dưới phần mô tả. Còn bây giờ sẽ là review chi tiết. Đầu tiên sẽ là hộp và phụ kiện. Hộp bên ngoài sẽ là hộp giấy màu đen, bên trên là logo và một vài họa tiết khá đẹp. Hết bên trong sẽ bao gồm túi đựng và quyển hướng dẫn sử dụng. Và đây là túi đựng của PI16. Tin được không? Chi tiết carbon cực kỳ xịn sò. Má bây giờ mà dán quả logo LV lên đây rồi kẹp nách nó đạo lý thì có khác gì mấy chỗ TikTok top logo đâu. Tôi từng phá bố mẹ 50 tỷ. Bây giờ tôi kiếm 500 tỷ một tháng. Và hiện tại tôi đang nằm trong top 7 tỷ người giàu nhất thế giới. Tôi tạo bạn một câu: tiền rách dán vào vẫn có thể dùng được, nhưng mà nhân cách tối tha xịt hoa vẫn thâm phức. Đừng bao giờ khinh thường người khác. Bên trong túi đựng sẽ là ống nhòm, dây sạc, dây đeo, khăn lau kính, cáp AV và một quyển sách hướng dẫn sử dụng. Ok, đến với nhân vật chính của chúng ta. Ui, đây mà là ống nhòm á. Má, nó sang, nó mi, nó xị, nó thơm. Ống nhòm được bọc da bên ngoài cực kỳ sang trọng. Nói một chút về các nút bấm. Đây sẽ là nút zoom và nút lên trên. Đây sẽ là nút điều chỉnh hồng ngoại và xuống dưới. Đây là nút chế độ, đây là nút nguồn và đây là nút snap, chụp ảnh hoặc là ok. Bên trên là logo con nút và mã sản phẩm. Đằng sau sẽ là khe pin, lỗ mic, bên cạnh là khe thẻ nhớ, cổng sạc, cổng AV. Kế tiếp sẽ là hệ thống loa và khóa cài dây đeo. Phía trước là hệ thống lấy nét và điều chỉnh tụ tỏa của hệ thống hồng ngoại. Ống nhòm con nút PI16 sử dụng cảm biến quang điện cho ra hình ảnh chân thật với độ chi tiết cao. Hình ảnh sẽ có độ phân giải sẽ là 1920x1080, giúp người dùng sẽ có được chất lượng quan sát cao nhất. Đường kính vật kính 31mm kết hợp trường nhìn 139m khi quan sát tại khoảng cách 1000m ở độ phóng đại 10.8x, mang lại khoảng nhìn vô cùng rộng, theo dõi dễ dàng mục tiêu đang di chuyển nhanh và quan sát được bao quát những gì đang diễn ra phía trước. Độ phóng đại của kỹ thuật số từ 3.6x-10.8x kết hợp với hồng ngoại tầm xa cho khoảng cách quan sát đạt 400m. Ngoài quan sát đêm, ống nhòm còn trang bị thêm bộ lọc ngày với hình ảnh vô cùng chân thật. Tính năng ghim và chụp ảnh giúp người dùng có được những đoạn tài liệu quan trọng phục vụ công việc. Màn hình LCD màu hỗ trợ quan sát từ khoảng cách xa mà không cần phải đặt mắt vào như dòng Gen 1, Gen 2 trước đây. Sản phẩm chắc chắn rồi, sẽ được bơm khí đi tới bên trong để chống mốc, chống mờ các linh kiện. Pin thì sao? Nguồn trang bị cho ống nhòm là hai pin sạc 18650 cho thời gian sử dụng lâu dài. Và bây giờ cùng đến với phần trải nghiệm thực tế. Ok, đây là địa điểm mà tôi sẽ test ống nhòm cho mọi người. Có thể thấy hoàn toàn tối đen và không có bất kỳ nguồn sáng nào cả. Cùng xem chiếc PI16 này làm được những gì. Bây giờ mình sẽ lấy nét vào khu nhà cho mọi người xem. Như mọi người thấy thì trường nhìn của sản phẩm này rất rộng. Hình ảnh chi tiết mang lại cũng rất tốt. Chúng ta có thể quan sát được hầu như chi tiết của tất cả từng ngôi nhà. Và giờ tôi sẽ thử tính năng tụ tỏa của hệ thống hồng ngoại. Như mọi người thấy thì điểm tập trung phơi sáng chi tiết lên rất rõ, từng tán lá một. Khoảng cách từ đây đến mục tiêu soi là khoảng 200m. Hệ thống hồng ngoại quá chất lượng còn gì nữa. Và ở đây là cầu Long Biên tại Hà Nội. Mọi người có thể ra để xem thực tế là nó sẽ tối như thế nào. Ok, đó là tất cả những gì về ống nhòm PI16. Vậy ai sẽ là người phù hợp với sản phẩm này? Thì sản phẩm này sẽ rất phù hợp cho những hoạt động an ninh, canh gác, cứu hộ, hàng hải, đi rừng, báo chí, nông trại. Hoặc nếu bạn cần một chiếc ống nhòm quan sát tốt vào ban đêm, trường nhìn xa, độ nét cao, thì đây chắc chắn sẽ là một sự lựa chọn hoàn hảo nhất dành cho bạn. Nếu bạn quan tâm hoặc có nhu cầu mua sản phẩm, vui lòng liên hệ với số điện thoại đang hiển thị trên màn hình hoặc bấm vào link dưới phần mô tả. Đừng quên like, share, subscribe, bấm vào nút chuông để không bỏ lỡ bất kỳ clip nào của Điện Tử Hải Thắng. Tôi là Hùng, xin chào và hẹn gặp lại. Bye!